Để biết Việt Nam xếp thứ mấy trong top các nước có dân số đông nhất thế giới, chúng ta cùng nhau đếm ngược nha. 20 Thái Lan với dân số trên 71 triệu người, 19 Đức với dân số trên 83 triệu người, 18 Thổ Nhĩ Kỳ với dân số trên 85 triệu người, 17 Iran với dân số trên 88 triệu người, 16 chính là Việt Nam trên 98 triệu người, 15 Congo trên 99 triệu người, 14 Ai Cập với dân số trên 111 triệu người, 13 là Philippines với dân số trên 115 triệu người, 12 Ethiopia với dân số trên 123 triệu người, 11 Nhật Bản với dân số gần 124 triệu người, 10 Mexico với dân số trên 127 triệu người, 9 là Nga với dân số trên 144 triệu người, 8 Bangladesh với dân số trên 178 triệu người, 7 Brazil với dân số trên 215 triệu người, 6 Nigeria với dân số trên 218 triệu người, 5 Pakistan với dân số trên 235 triệu người, 4 Indonesia với dân số trên 275 triệu người, 3 Mỹ với dân số trên 338 triệu người, 2 Ấn Độ với dân số 1 tỷ 417 triệu, vị trí số 1 đông như quân tàu, Trung Quốc với dân số là 1 tỷ 425 triệu người, chiếm khoảng 1/5 dân số thế giới.